Từ và đi quan Thấy trân trọng kính chào quý khán giả. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi một câu chuyện trong ngày với chủ đề Bắc Mút sẽ có thể quyết định cuộc chiến tại Ukraine. Thưa quý vị, tuần báo Newsweek Online trong số phát hành tuần lễ vừa qua có một bài viết của nhà báo Isabel Van Bruggen với tựa đề Why Bắc Mốt Could Decide Who Win Ukraine War. Chúng tôi tạm dịch Bắc Mút có thể sẽ trở thành điểm quyết định cuộc chiến tại Ukraine. Nguyên văn bài viết như sau. Nga đã đổ quân vào trận đánh thành phố Bắc Mút từ nhiều tháng nay, nhưng đến nay vẫn chưa chiếm được thành phố này. Trận chiến giành Bắc Mút đang đến hồi quyết liệt. Các cuộc đụng độ đang gia tăng xung quanh thành phố trước một cuộc tấn công mới được dự đoán của Nga vào mùa xuân sắp tới. Nhưng tại sao thành phố công nghiệp Bắc Mút rất nhỏ này lại trở thành một điểm trọng yếu trong cuộc chiến xâm lược của Nga. Khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga và Ukraine tròn một năm, thành phố Bakhmut ở vùng Donetsk phía đông của Ukraine vẫn là một trong những chiến trường khốc liệt nhất của cuộc chiến. Các lực lượng Nga và quân đội Ukraine đã đụng độ khốc liệt trong khu vực kể từ tháng 7 năm ngoái, khi Vladimir Putin vẫn khát khao giành được chiến thắng lớn đầu tiên trên chiến trường kể từ khi ra lệnh cho quân uh, Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Quân xâm lược Nga đang quyết tâm chiếm giữ các khu vực Donetsk và Luhansk ở phía đông, được gọi chung là vùng Donbass. Đây là mục tiêu mà Vladimir Putin xem là ưu tiên hàng đầu khi xua quân xâm lăng Ukraine. Trận chiến giành Bakhmut rất tốn kém, với giao tranh dữ dội trong những tháng mùa hè, và các cuộc đụng độ ngày càng dữ dội hơn nữa giữa các lực lượng Nga và quân đội Ukraine chung quanh Bắc Mút và thị trấn khai thác muối Soleda gần đó. Số thương vong của binh lính Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu cách đây một năm tính cho đến hôm nay, theo tin của tờ Newsweek, có thể lên tới 100.000 người chết và bị thương. Mặc dù chưa rõ số người chết tại thành phố Bakhmut, nhưng một sĩ quan cao cấp của quân đội Ukraine tuyên bố vào tháng 12 rằng có khoảng từ 50 cho tới 100 quân xâm lược Nga thiệt mạng mỗi ngày trong trận chiến tại thành phố này. Bắc Mút, à, nơi có dân số trước chiến tranh là 70.000 người. Hiện nay, thì thành phố hoang tàn, đổ nát. Theo tờ báo Ukraine Spa, Praha, 90% cư dân của Bắc Mút đã chạy trốn với hàng nghìn người còn bám trụ thì từng giây từng phút đang phải đối diện với tử thần. Hình ảnh và video từ tiền tuyến chung quanh Bakhmut cho thấy các cuộc bùng đổ khốc liệt giữa quân đội Ukraine và quân đội Nga trong các chiến hào khiến người ta nhớ tới thời đệ nhất thế chiến. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky mô tả tình hình tiền tuyến tại Bakhmut là rất khó khăn, nhưng cho đến nay Vladimir Putin đã không thành công trong việc thực hiện bất kỳ bước tiến chiến lược nào chung quanh thành phố này. Bắc Mút cũng đã trở thành một biểu tượng quan trọng của cuộc kháng chiến của dân quân Ukraine. Giữ vững Bắc Mút đã trở thành tiếng kêu sung trận toàn quốc đối với binh lính Ukraine. Ngăn chặn Nga chiếm đóng Bắc Mút sẽ là chìa khóa cho tinh thần quân đội Ukraine khi chiến tranh sẽ còn kéo dài. Nhiều nhà phân tích cho rằng Bắc Mút có ít giá trị về mặt chiến lược, nhưng Nga sẽ sử dụng thành phố này như một bước đệm để tiến tới mục tiêu chiếm toàn bộ khu vực Donbass, là một trong những mục tiêu chiến tranh đã được Putin tuyên bố khi ông ta phát động cuộc xâm lược vào tháng 2 năm ngoái. Các viên chức Ukraine cho biết mục tiêu của Vladimir Putin là chiếm Donetsk và Luhansk vào mùa xuân sắp tới đây. Cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine là ông Anton Gerashchenko nói với báo Newsweek rằng Bakhmut là bức tường của sự sống và cho phép quân đội Ukraine chuẩn bị việc phản công. Nói một cách khác, việc bảo vệ thành phố này sẽ giúp Ukraine vào thế thuận lợi để phát động một cuộc phản công toàn diện. Ông Gerashchenko nói, quân xâm lược Nga đã mất một lượng lớn binh sĩ và thiết bị quân sự. Họ đã cố gắng chiếm Bakhmut trong nhiều tháng nay mà không đạt kết quả. Ông nói thêm rằng Bắc Mút nắm giữ giá trị biểu tượng to lớn đối với Nga. Tình hình ở đó phức tạp nhất vào lúc này, nhưng binh sĩ Ukraine vẫn vững vàng và thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu của họ. Nếu chiếm được Bắc Mút thì đây sẽ là chiến thắng lớn đầu tiên của Vladimir Putin kể từ mùa hè năm 2022. Đó là điều mà quân xâm lược Nga đã và tổ chức lính đánh thuê Wagner khét tiếng tàn ác uh, của Prigozhin đang hết sức hy vọng và cạnh tranh với lính chính quy của Nga để đạt được chiến thắng tại Bắc Mút. Một nhà phân tích có trụ sở tại London là Alex Kokcharov nói với báo Newsweek rằng sự sụp đổ của Bắc Mút có tầm quan trọng chiến lược hạn chế nhưng mang tính biểu tượng cao sẽ được Putin hoanh hoang tuyên bố là một chiến thắng lớn, nhất là để chống lại những người chỉ trích Putin là đã không cương quyết về việc tiến hành cuộc chiến kể từ tháng 7 năm 2022. Bắc Mút đã buộc một số lực lượng đáng kể của quân xâm lược Nga phải lui vào một khu vực nhỏ, do đó ngăn chặn việc tiến quân của Nga ở những mặt trận khác. Nhà phân tích Kokcharov cho biết, sự sụp đổ của Bắc Mút có thể sẽ phục vụ cho mục tiêu cuối cùng của Nga là chiếm lấy khu vực Donbass. Ông nói, nếu quân Nga chiếm được Bắc Mút, điều đó có thể dẫn đến một việc điều quân về phía Tây gây nguy hiểm hơn nữa cho các vị trí của Ukraine ở vùng phía bắc của Donetsk. Một đặc phái viên của Nga tại Liên Hiệp Quốc cho biết, Nga sẽ không thể đạt mục tiêu chiến tranh nếu Putin không chiếm được Bắc Mút. Cho đến nay, Putin đã không đạt được những tiến bộ đáng kể tại Bắc Mút, ngay cả sau khi thị trấn khai thác muối Soloda gần đó bị thất thủ vào tay quân Nga vào tháng trước. Nhiều nhà phân tích cho rằng Bắc Mút có ít giá trị về mặt chiến lược. Tuy nhiên, thành phố này là chìa khóa để đạt được một trong những mục tiêu hàng đầu của Putin. Khi phát động cuộc chiến tranh, Putin nêu lên một trong những mục tiêu chính của ông ta là chiếm Donbass, một khu vực ly khai phía đông của Ukraine có quan hệ ngôn ngữ với nước Nga. Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc là Dmitry Polyansky nói với báo Newsweek rằng Tôi biết tôi tức là Polianski, tôi biết rằng không có cách nào giải phóng Donbass mà không chiếm được Bakhmut. Và tôi biết rằng giải phóng Donbass là một trong những nhiệm vụ chính của quân Nga chúng tôi. Polianski mô tả thành phố bị chiếm tranh tàn phá này là một pháo đài phòng thủ kiên cố. Đó không chỉ là một thành phố đơn giản, đó là một thành phố có những đường hầm và công sự dài dưới lòng đất. Đó là lý do tại sao rất khó để chiếm được thành phố pháo đài này. Trong khi đó, một nhà nghiên cứu chuyên về cuộc chiến ở Donbass là ông John Rosenspeak nói với Đại học Cambridge ở Anh Quốc và tờ Newsweek rằng việc chiếm Bắc Mút sẽ mang tính biểu tượng đối với Vladimir Putin và nếu chiếm được thì đây sẽ là chiến thắng lớn đầu tiên của Nga. Ông Rosenspeak nói cho biết thực sự ra Bakhmut không có nhiều giá trị chiến lược nhưng vị trí thì có. Ông giải thích rằng việc chiếm Bakhmut sẽ cho phép quân đội của Putin tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo binh vào những địa điểm quan trọng chẳng hạn như thành phố Kramatorsk và Slovakiansk ở vùng Donetsk. Jaroslav Bakberi là một nhà nghiên cứu tại Đại học Birmingham chuyên về chính sách đối ngoại của Nga cho biết rằng thành phố Bắc Mút có tầm quan trọng mang tính biểu tượng hơn là chiến lược quân sự. Bạc Bơ nói với tờ báo Newsweek rằng, việc giành quyền kiểm soát Bắc Mút là một nỗ lực nhằm gửi một thông điệp là Nga đang ngày càng đạt được nhiều thắng lợi và vẫn có thể giành chiến thắng tại Ukraine. Thưa quý khán giả, báo chí quốc tế hiện nay mô tả chiến cuộc tại Bắc Mút ngày càng khốc liệt và gọi thành phố này là một cối xay thịt của cả đôi bên, tức là của quân đội Ukraine và quân xâm lược Nga. Chưa biết những ngày sắp tới ra sao, nhưng chúng ta cầu mong rằng quân dân Ukraine giữ được Bắc Mút và từng bước một giải phóng hoàn toàn các vùng bất đã bị quân Nga xâm lược chiếm đóng, kể cả giải phóng được bán đảo Crimea. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nhà sách tự lực hân hạnh giới thiệu tác phẩm Khu rừng Lao, người đàn bà bên kia vị tuyến của nhà văn Doãn Quốc Sĩ. Khu rừng Lao là một bộ trường thiên tiểu thuyết gồm bốn cuốn, Ba sinh hương lửa, người đàn bà bên kia vị tuyến, tình yêu thánh hóa và những ngã ba sông. Doãn Quốc Sĩ là tác giả của khoảng 25 cuốn sách, trong đó có Sợ lửa, U hoài, Gánh xiết, Dình vàng giữ ngọc, Dòng sông định mệnh, Khu rừng Lao, Người vái tứ phương, Dấu chân cát xóa, Mình lại soi mình. Doãn Quốc sĩ được nhiều nhà thuê bình văn học ca ngợi là đôn hậu trong hầu hết tác phẩm của ông. Tác phẩm Khu rừng Lao, Người đàn bà bên kia vĩ tuyến của nhà văn Doãn Quốc sĩ đang được bài bán tại nhà sách tự lực 14318 Rockhurst Street, Garden row CA 92843, USA, điện thoại bốn 7749 và 7146768310 bốn và tại website www.tựlực.com